tại khu công nghệ cao nhà máy A31, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân. Các kỹ sư đang thảo luận về phương án sửa chữa mô đun giao tiếp có trong bộ điều khiển của tên lửa phòng không. Trong điều kiện dữ liệu gần hết, mô đun sản xuất chuẩn công nghiệp, khi hỏng, dễ hỏng đồng loạt, nên việc sửa chữa tiến tới làm mới, sản xuất mới là phương án được các kỹ sư tính toán để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ cho đơn vị. Hiện tại nhà máy thì đang sửa chữa hai bộ khí tài công nghệ mới, đây là M52TM và M100PMU. Thì đây là hai bộ khí tài mới và nhà máy cũng mới tiếp cận, nên là trong quá trình sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn, nên là bản thân tôi cũng như các đồng chí kỹ sư trẻ khác thì luôn phải tự tìm tòi học hỏi và nâng cao trình độ công nghệ của mình để cùng với các đồng chí khác để sửa chữa được thành công các bộ khí tài. Môi trường, điều kiện làm việc luôn là cái nôi nuôi dưỡng và phát huy năng lực, tài năng, trí tuệ con người. Ở nhà máy A31, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật diễn ra sôi nổi, sâu rộng và mạnh mẽ. Có được sức lan tỏa như vậy bởi lãnh đạo chỉ huy nhà máy, cấp ủy các cấp đã quan tâm tới việc xây dựng lòng say mê, nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên. Quan tâm xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích sự tích cực chủ động bằng nhiều hình thức đào tạo, tự đào tạo, gửi đi đào tạo tại các cơ sở trong nước hay đào tạo ở nước ngoài. Theo đó, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, bồi dưỡng phát triển con người làm hạt nhân trong mọi hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ nhất là xây dựng các cái tổ kỹ thuật để tự học tập, cũng như là chúng tôi liên hệ với cơ quan cục kỹ thuật của quân chủng, học viện kỹ thuật quân sự để hỗ trợ huấn luyện các cái nội dung khó liên quan đến công nghệ và khí tài mới, mà trọng tâm là khí tài S125-2TM trong năm nay. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung lực lượng để xây dựng cái quy trình công nghệ sửa chữa vừa sơ bộ, có những cái nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành. Trong đó là chúng tôi tập trung sản xuất các cái trang thiết bị giá thử chuyên dùng để làm sao mà nâng cái mức sửa chữa của khí tài lên. Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ mạnh thì đảng bộ sẽ mạnh. Chính vì vậy đã thường xuyên làm tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy chi bộ và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy tốt vai trò của trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người, các cơ quan đơn vị của Quân chủng Phòng không Không quân luôn chú trọng việc phát huy, gắn liền với xây dựng đạo đức, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Thiếu tá Hà Quốc Hùng từng đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm kỹ thuật của một trung đoàn trước khi về công tác ở phòng tên lửa Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không Không quân. Trải qua nhiều khó khăn khi làm nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật ở đơn vị cơ sở, đã giúp thiếu tá Hùng nỗ lực hơn trong việc tự tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Đề tài về quy trình khai thác sử dụng vũ khí trang bị do anh cùng đồng đội nghiên cứu ra, phù hợp và sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đem lại hiệu quả và chất lượng khai thác sử dụng cao hơn. Đưa nghị quyết vào sát với thực tiễn và hiệu quả với những nhiệm vụ được giao, cấp ủy chỉ phòng đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng vào các cái nội dung phát huy cao độ tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, nêu cao tinh thần tự giác của mỗi người trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo được bầu không khí thi đua sôi nổi và đặc biệt là cái môi trường làm việc lành mạnh để phát huy tốt tối đa cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng người. Trong nghị quyết lãnh đạo hàng năm thì chúng tôi bàn toàn diện, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý thì xác định 1-2 trọng tâm, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm các cái khâu yếu, mặt yếu trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì lãnh đạo chỉ huy các cấp đã coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cơ quan đơn vị. Để làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật mới và cải tiến cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đó chính là đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Do đó, trong những năm vừa qua, Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy các cấp đã thực sự coi trọng tới công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ này. Trong những năm tới, khi quân đội tiếp tục được đầu tư về mọi mặt, tập trung theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thì đối với Quân chủng Phòng không Không quân,
việc nâng cao trình độ, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xác định rõ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, đó là chấn chỉnh tổ chức biên chế theo cái hướng tinh gọn mạnh, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và cái thứ hai đó là nâng cao cái chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện cũng như công tác giáo dục và đào tạo, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới và hiện đại, coi trọng cái công tác huấn luyện đảm bảo an toàn bay và thực hiện các cái nhiệm vụ đột xuất mà Bộ giao cho. Vấn đề thứ ba đó là nâng cao cái chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật và thực hiện đảm bảo an toàn trong các cái hoạt động. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân chủng lần thứ 10 cũng xác định mục tiêu dài hạn, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng quân chủng phòng không không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo đó, quân chủng triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả 3 yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị nhằm tạo được sự chuyển biến tổng hợp. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, đảm bảo an toàn bay, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện kíp chiến đấu làm trọng tâm, tăng cường huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đa dạng các bài tập tình huống với độ khó, phức tạp tăng dần, xây dựng bản lĩnh thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, hoàn cảnh. Theo cái lộ trình là những năm tiếp theo thì chúng tôi sẽ được trang bị vũ khí, khí tài trang bị nó hiện đại. Vậy thì con người cũng phải đảm bảo làm sao để tiếp cận được khoa học công nghệ quân sự, làm chủ được vũ khí khí tài đó thì mới đáp ứng yêu cầu cao và đáp ứng được cái khả năng tác chiến, chiến tranh xảy ra trong tương lai và không bị bất ngờ lỡ thời cơ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến xây dựng các cái tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong đó thì thực hiện đi vào chiều sâu nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, giữ gìn, phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ phòng không quân ưu tú, tập trung các cái nhóm giải pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn các cái tổ chức đảng, nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có đủ tâm đủ tầm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.